chào mừng tất cả các bạn đến với Diviner Fest 2022. Welcome to Diviner Fest, as a celebration. Welcome to Diviner Fest, show the world, heal the world. Ta có nghĩa là sinh ra, ta có nghĩa là lớn lên và phát triển, na có nghĩa là cái chết, lùi tàn, và ma có nghĩa là tái sinh. Sata Nama nhắc nhở chúng ta cái vòng vô thường trong cuộc sống, có sinh, có diệt, có vui, có buồn, có như ý và có bất như ý đến với mình. Và khi chúng ta thực hành cái dòng chảy năng lượng này, chúng ta sẽ chuyển hóa được, và chúng ta mỗi ngày, mỗi cái sự chấp nhận trong mình nó lớn hơn, sự nhìn nhận vấn đề của mình nó nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Thì lẽ thường là khi mà chúng ta đã bị tổn thương thì chúng ta sẽ thu mình lại để mà bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương sau đó. Nhưng với kinh nghiệm của bản thân và chắc hẳn là của rất nhiều người, thì chỉ cần chúng ta cho bản thân mình đủ thời gian thì mọi vết thương đều được chữa lành. Và quan trọng hơn là nếu chúng ta học cách yêu thương chính bản thân mình, thì khi đó vũ trụ sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường đúng đắn và hạnh phúc sẽ đến với chính mình. Trái tim này vỡ nát hôm nay, những tháng năm rồi sẽ hết đau thôi. Kịp hù đi nó, hù đi nó. I want to exchange your cup with, and you're exchanging your blessings, you're exchanging your energy. Okay, and when you do this, take a moment to look into that person's eyes. So you're sharing this beautiful intention and energy with this other human being, right? This other human being is here for the same reason as you are, for healing, for celebration, for love, for friendship. Vô thường đó chính là cái sự thay đổi mà chúng ta không thể lường trước được. Tất cả vạn vật ở trên thế giới này đều luôn thay đổi. Không có bất kỳ một cá thể nào có thể giữ nguyên hiện trạng của nó, cho dù là trước đó vài giây, vài phút hoặc là vài giờ. Mọi thứ luôn thay đổi theo một cách mà chúng ta không lường trước được, thì đó là vô thường. Bởi vậy thì cuộc đời này là vô thường, thời gian là vô thường, và sự sống cũng là vô thường. Chính vì thế mà chúng ta phải luôn tìm cách để biến cái cuộc đời của chúng ta trở thành một cuộc đời, một cuộc sống có ích và có rất là nhiều giá trị hạnh phúc. Art of balance, like art of living, is all about you have to be know about yourself. You have to be conscious. Before, you have to be know about yourself. You have to be filter whatever in your mind. Past is always past. Always it's finished. If you carry, it will too much weight in your mind. With that weight, you cannot carry your life. You cannot enjoy your life. Everything is energy. Our words are energy. Our gesture are energy. Our thoughts are energy.
quarrels, our energy. Khi đi những dòng sông thì chúng ta phải đi sát sát nhau để tạo ra một cái dòng sông lớn đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ về biển cả được nhỉ? Rồi có khi thì chúng ta đi như là một cái cánh chim thì chúng ta phải tưởng tượng mình như cánh chim, chúng ta có thời gian bay ra đúng không? Chúng ta đi và chúng ta bay. Rồi có khi chúng ta tưởng tượng chúng ta đi giống như là một cái làn mây thì rất là nhiều cái trong cái tưởng tượng này thì chúng ta cứ thả lỏng và chúng ta cùng nhau đi nhá. Nhắm mắt lại thả lỏng toàn thân đưa cánh tay đặt lên tim nhắm mắt gì. Chúng ta sẽ không bao giờ ân hận, hối hận hay hối tiếc những việc chúng ta làm. Sở dĩ chúng ta đau khổ, chúng ta mệt mỏi, chúng ta phiền não bởi vì mỗi hành động chúng ta làm đều gây ra những phiền lòng cho mình và cho người khác. Conscious celebration, heal the world! Let's celebrate!